Dạ ba mẹ ơi, mấy tháng này á, việc học của Quỳnh Anh á, con nhờ ba mẹ lo giùm con nha. Con đừng lo, Quỳnh Anh nó học giỏi lắm, đứng nhất không hà, cô giáo còn khen nữa mà. Con đừng lo nha. Quỳnh Anh à, con ráng nghe lời ông bà học giỏi, rồi đợi đến hè đó, mẹ về mẹ dẫn con đi chơi nha. Dạ, mẹ yên tâm đi, lúc nào con cũng ngoan mà. Quỳnh Anh lúc này học tốt lắm á, tháng nào mẹ con đi họp về cũng bảo là đứng nhất lớp đó. Dạ thôi, chắc con chào ba mẹ con phải đi đây, chứ không á lại trễ chuyến xe nữa. Ngày mai con phải đi làm sớm rồi. Nè, con cầm đây, mẹ làm sẵn con gà với mấy chục gà ta đó rồi, con mớ rau cải ở vườn mình nữa, con đem rảnh ăn nha con. Dạ. Thôi đi đi con, để trễ đó. Mẹ đi nha. Hôm nay ông đưa con đi học nha. Thôi 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 thôi, chút tôi đi chợ sẵn tôi đưa cháu đi học luôn. Tôi nghe nói ông có hẹn với bạn bè gì ông đó, thôi ông đi cho sớm đi. 9 giờ đừng mà, nhưng mà còn sớm mà bà. Sớm gì mà sớm, hẹn với bạn phải lo đi đi. Rồi sẵn á, ông ghé chú Tư, ông đưa cái này ông trả giùm tôi đi. Bà làm gì bà đuổi tôi khỏi nhà vậy bà? Chàng ơi, cái ông này sáng sớm ông kiếm chuyện với tôi vậy. Để thôi tôi đi cho bà vừa lòng. Trời ơi. Quỳnh Anh, con trả lời cho bà ngoại nghe, sao lúc này con không lo học, con học hành sa sút quá vậy? Thằng chót không à. Bà ngoại nói láo, với mẹ con là con hạng nhất, để cho mẹ con yên lòng, con phải ráng con lo học chứ. Con không có đi học không có gì vui hết trơn á. Hèn ơi, mới bị lớn mà nói vậy sao được. Mẹ con á, để con đây lên thành phố làm để kiếm tiền lo cho con. Bà ngoại với ông ngoại giấu giùm con mà không có giấu được hoài đâu. Mẹ chả quan tâm tới con gì hết trơn á. Mấy tháng nay bà ngoại nói dối mẹ con là con được hạng nhất, mẹ cũng vẫn tin mà, có gì đâu. Chàng ơi đừng có nói như vậy, con không đi học là mẹ con buồn dữ lắm, ngoại buồn, ông ngoại buồn. Bà phiền phức quá, thôi đi chơi game đây. Quỳnh Anh, con đứng lại, bà ngoại vẫn đi học, không có được chơi game nữa. Con không có học đâu. Ông ơi ông, ông ơi, ông đi với tôi đi, Quỳnh Anh nó xảy ra chuyện rồi ông. Hôm nay á, cháu gọi cô chú đến đây á, là cháu không biết ở nhà Quỳnh Anh có chuyện gì không. Nhưng mà dạo này á, Quỳnh Anh á, học càng ngày càng sa sút đi, điểm thi môn nào cũng thấp nhất lớp. Đã vậy á, còn rất hay nghỉ học, rồi rủ rê bạn bè nghỉ học để đi chơi game. Lần này, sự việc còn nghiêm trọng hơn là gây mất đoàn kết các bạn trong lớp, còn đánh nhau nữa. Thật sự là cháu đã nhắc nhở bé rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần cuối cùng. Nhưng còn lần sau á, là cháu sẽ không nhận dạy bé nữa. Cháu mong gia đình á, sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn để có thể dạy dỗ bé. Chuyện này là xong hả bà? Tôi xin lỗi cô giáo, tôi sẽ quan tâm và dạy dỗ cháu nhiều hơn. Dạ xin lỗi cô. Ma mẹ ơi. Thôi mọi người có mới học. Ủa Quỳnh Anh ơi, sao bài kiểm tra giữa kỳ của con được có 2 điểm vậy? Chẳng phải từ trước đến giờ con luôn đứng nhất lớp, bộ con đang có chuyện gì hả? Ai chứ, mẹ tự ý vào phòng của con, còn lấy đồ của con nữa. Trước giờ con muốn học như vậy mà, con không có đứng nhất lớp gì hết trơn á. Trước giờ chỉ là mọi người nói dối mẹ thôi. Nói dối? Ủa, ma mẹ, nói dối con là sao ạ? Mà từ bao giờ Quỳnh Anh nó trở nên hư đốn như vậy hả ba mẹ? Thật ra là mẹ không có muốn nói dối con đâu, nhưng mà sao mẹ? Mẹ làm như vậy, mẹ bao che cho Quỳnh Anh như vậy á, là mẹ đang hại Quỳnh Anh á. Mẹ không được nói như vậy, mẹ không có làm gì hại con hết trơn á. Mẹ có nuôi con đâu, mẹ cũng chả quan tâm mẹ tới con hết trơn á. Mà mẹ nói. Con nói vậy là sao Quỳnh Anh? Mẹ không nuôi con thì ai nuôi con? Mẹ không nai lưng ra đi làm á thì ai mua quần áo đẹp cho con? Sao mà con lên thành phố con ở được? Quỳnh Anh, con không có được khổ với mẹ con như vậy. Con nói đúng mà, từ nhỏ tới giờ con đều sống chung với ông bà, ăn cơm cũng mang chung với ông bà, đi học cũng là ông bà đưa con đi, học phụ huynh cũng là bà đi, để dạy mua bánh mua kẹo cho con cũng là bà mua mà, tới khi con bị bệnh cũng là ông bà chăm cho con mà. Mẹ không có quyền gì mà đến nói con như vậy hết trơn á. Con dạy là cho mẹ đó. Con. Thôi 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 Giang ơi, Quỳnh Anh ơi, thật ra là khi mà mẹ thấy con á vất vả cực khổ nuôi Quỳnh Anh khôn lớn, mà mẹ không có giúp đỡ gì cho con hết trơn, mẹ thấy mẹ tệ lắm. Mẹ, con tính á,
chắc con phải lên thành phố con xin việc. Rồi sau này Quỳnh Anh lớn nữa thì mới đủ sức để lo cho nó. Thì giờ con á, con Quỳnh Anh rồi, con tính làm sao mà được thì con tính. Với lại giờ ba mẹ cũng còn sức khỏe, giữ cháu cho con đi làm được, con yên tâm nha. Dạ, con cảm ơn ba mẹ trước nha. Cha mẹ mà cảm ơn cái gì. Rồi mẹ dành hết tình thương, mẹ lo cho con Quỳnh Anh cho chu đáo, đặng cho con yên lòng, con đi làm đó con. Nó làm cái gì mẹ cũng giấu con hết, mẹ sợ con buồn mà Giang. Chị Giang ở trên Sài Gòn á, có dặn con là gửi tiền cho chú á. Dạ con gửi. Rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Dạ con về. Rồi, cảm ơn cậu về. Nhưng mà mẹ đâu có ngờ mẹ nuông chiều cháu nó, bây giờ cháu nó mới trở thành hư hỏng như vậy. Giang ơi, mẹ xin lỗi con nha Giang. Tôi cũng thấy có lỗi trong đó đó bà. Tôi làm chồng, làm cha, làm ông, mà tôi không hiểu nỗi lòng của mỗi người trong gia đình. Tôi thấy tôi cũng có lỗi lắm. Bà, mẹ, thực ra mọi người không có lỗi gì hết á. Lỗi là do con nè. Con quá lo đi làm, con không có dành thời gian cho Quỳnh Anh. Để cho Quỳnh Anh á, nó phải tự lớn lên độc lập như vậy. Rồi con không có dành thời gian cho ba mẹ, không có chăm sóc ba mẹ. Là lỗi của con nè. Mẹ, con xin lỗi. Tại con không biết mẹ phải làm việc vất vả để nuôi con. Con cứ nghĩ là con không có ai yêu thương hết trơn á, nên con mới làm vậy. Con xin lỗi ông bà. Từ nay con xin hứa con sẽ học hành được chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn. Quỳnh Anh ạ,